Trên tay mình là một sản phẩm niacinamide và đây là hoạt chất mà mình yêu thích nhất bởi vì nó rất là thần thánh, làm sáng đều màu da, mờ thâm nám, thu nhỏ lỗ chân lông, tái tạo làm da, vân vân. Vậy thì niacinamide là gì mà sao nó tuyệt vời đến như vậy và cách sử dụng niacinamide sao cho hiệu quả nhất? Vậy thì các bạn hãy cùng mình xem hết video ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Phương Quý, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa da liễu. Nếu như các bạn cần tư vấn chăm sóc da thì các bạn hãy nhắn tin vào trang Facebook thạc sĩ bác sĩ Phương Quý và các bạn đừng quên tham gia vào nhóm chăm sóc sức khỏe cùng bác sĩ, nơi đây quy tụ những bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau. Vậy thì niacinamide là gì? Niacinamide là một dẫn xuất của vitamin B3 và nó có trong các loại thực phẩm mà chúng ta có thể bổ sung hàng ngày như là thịt cá, rau củ hay là ngũ cốc. Đây là một loại vitamin tan tốt trong nước nên nó rất là dễ hấp thu. Bên cạnh đó, nó có rất là nhiều công dụng tuyệt vời. Vì vậy, niacinamide được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực làm đẹp và được các bác sĩ da liễu tin tưởng lựa chọn trong chu trình chăm sóc da. Vậy thì niacinamide có công dụng gì? Thứ nhất là kiểm soát bã nhờn và thu nhỏ lỗ chân lông. Qua các nghiên cứu thì người ta thấy rằng việc sử dụng niacinamide có nồng độ từ 2-4% thì nó đã có tác dụng giảm tiết bã nhờn và đồng thời nó sẽ hạn chế được tình trạng mụn trứng cá. Khi chúng ta sử dụng niacinamide từ 4-6 tháng là các bạn sẽ thấy lỗ chân lông của mình thu nhỏ một cách rõ rệt. Bên cạnh đó, để có thể đạt hiệu quả cao trong việc kiểm soát dầu nhờn và hạn chế mụn trứng cá, chúng ta nên kết hợp với việc sử dụng retinol và BHA nhé. Công dụng thứ hai của niacinamide đó là nó có tác dụng làm giảm thâm nám, làm đều màu da và làm trắng sáng da. Nhờ vào cơ chế, nó sẽ ức chế quá trình vận chuyển tế bào hắc sắc tố melanin lên trên bề mặt da. Các bạn hãy tưởng tượng rằng là ở dưới da của chúng ta có những tế bào melanocyte và khi nó bị kích thích bởi các tác nhân bên ngoài như là ánh sáng mặt trời thì nó sẽ sản sinh ra những tế bào hắc sắc tố melanin và tế bào melanin này nó sẽ di chuyển dần lên lớp biểu bì da của chúng ta gây nên tình trạng thâm nám, tàn nhang và làm cho da chúng ta bị xỉn màu. Vậy thì niacinamide nó sẽ ức chế quá trình này để làm cho tình trạng da của chúng ta được sáng hơn, đều màu hơn và giảm thâm nám. Vậy thì bên cạnh việc sử dụng niacinamide để có khả năng làm trắng sáng da, mờ thâm nám một cách hiệu quả và nhanh chóng thì các bạn nên kết hợp thêm những sản phẩm như là vitamin C, arbutin hay là kojic acid nhé. Công dụng thứ ba của niacinamide đó chính là phục hồi hàng rào bảo vệ da. Khi chúng ta bôi niacinamide thì nó sẽ làm tăng cường lớp ceramide và axit béo trên bề mặt da. Trong khi đó, axit béo và ceramide là hai thành phần có khả năng làm dưỡng ẩm cho da, là hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Từ đó làn da của chúng ta sẽ được chắc khỏe hơn. Vậy thì niacinamide cũng rất là phù hợp cho những bạn có làn da khô, da nhạy cảm, da đang bị kích ứng hay là bị tổn thương. Công dụng thứ tư đó là niacinamide có khả năng làm trẻ hóa da, giảm thiểu các nếp nhăn. Trong các nghiên cứu gần đây thì người ta thấy rằng việc sử dụng niacinamide trong một khoảng thời gian dài sẽ giúp kích thích sản sinh nên các sợi collagen và sợi elastin, đồng thời nó sẽ tăng cường dưỡng ẩm cho da, từ đó sẽ giúp cho làn da của chúng ta được trẻ hơn, được mịn mượt hơn và giảm thiểu các nếp nhăn. Sau khi nghe qua các công dụng tuyệt vời của niacinamide thì các bạn có thể thấy rằng niacinamide hoàn toàn phù hợp với tất cả các loại da, từ những bạn có làn da dầu, da mụn đến những bạn có làn da khô, da lão hóa, da bị tổn thương hay là những bạn có làn da bị sạm nám, tàn nhang thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng niacinamide. Bên cạnh đó thì niacinamide có độ pH từ 5-6 và nó không bị oxy hóa, vì thế nó rất là dễ dàng để sử dụng và bảo quản. Và niacinamide là một thành phần cực kỳ lành tính, vì thế hầu như nó không gây kích ứng cho da. Nếu như các bạn sử dụng một sản phẩm nào có chứa niacinamide mà các bạn bị kích ứng thì điều đó là do các bạn bị kích ứng với những thành phần đi kèm. Vì thế khi các bạn lựa chọn những sản phẩm mà có chứa niacinamide thì các bạn cần phải chú ý thêm những thành phần đi kèm để có thể sử dụng những sản phẩm phù hợp cho làn da của mình nhé. Trên thị trường hiện nay, niacinamide có rất là nhiều nồng độ, 5%, 10%, 20% và các bạn rất là phân vân không biết nên lựa chọn nồng độ nào. Vậy thì nếu như các bạn là một người mới bắt đầu sử dụng niacinamide và làn da của các bạn rất là dễ nhạy cảm và dễ bị kích ứng thì các bạn nên bắt đầu với nồng độ thấp là khoảng 5%. Còn nếu như các bạn là một người có làn da khỏe và làn da của các bạn có rất là nhiều vấn đề như là lỗ chân lông to, bị dầu mụn hay là bị lão hóa hay là bị không đều màu da thì các bạn nên bắt đầu sử dụng ở những nồng độ từ 10-20% nhé. Vậy thì trong chu trình chăm sóc da, chúng ta sẽ sử dụng niacinamide như thế nào? Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng 2 lần một ngày, đó là buổi sáng và buổi tối.
đối với những bạn mà có chu trình chăm sóc da đơn giản, đó là sau khi các bạn rửa sạch mặt xong, chúng ta sẽ sử dụng nước hoa hồng hay còn gọi là toner, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng niacinamide và cuối cùng sẽ khóa ẩm bằng kem dưỡng ẩm nhé. Còn đối với những bạn có chu trình chăm sóc da phức tạp, đó là các bạn có những cái thành phần treatment như là BHA, retinol hay vitamin C, thì các bạn sẽ sử dụng BHA hay AHA đầu tiên nhé, vì đây là thành phần có độ pH thấp nhất, đó là khoảng từ 2 cho đến 3. Sau đó chúng ta sẽ bôi vitamin C lên, và tiếp theo sau vitamin C thì chúng ta sẽ bôi niacinamide, và sau đó chúng ta sẽ khóa ẩm bằng kem dưỡng ẩm, và chúng ta sẽ chờ từ 20 cho đến 30 phút để cho da của chúng ta được khô đi thì chúng ta mới bôi retinol vào cuối cùng nhé. Niacinamide có công dụng quá tuyệt vời đúng không các bạn? Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn thích video và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho bác sĩ Quý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.